quý vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 12 tháng 10. Ngay bây giờ hãy cùng Thanh Chân điểm những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong vòng 24 giờ qua. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 155.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu, dành riêng khoảng 10.000 đến 30.000 tỷ đồng mỗi năm từ 2025 đến 2035 cho phát triển hệ thống metro. Hiện nay, dư nợ của thành phố Hồ Chí Minh tính đến cuối năm 2023 là 26.729 tỷ đồng. Theo đề án phát triển hệ thống metro của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đặt mục tiêu xây dựng khoảng 183 km đường metro đến năm 2035 và mở rộng thêm 168 km vào năm 2045. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay về triều cường, trong 12 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh và hiện vẫn ở mức thấp. Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai sẽ lên nhanh trong 5 ngày tới. Đến ngày 16 tháng 10, đỉnh triều cao nhất ngày có thể đạt mức xấp xỉ báo động 3. Đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19 đến ngày 21 tháng 10, tức là ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 âm lịch. Đây là kỳ triều cường cao trong năm. Hiện nay, kẹt xe trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân khi lưu thông qua các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nguyễn Hữu Cảnh ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào cao điểm sáng và chiều. Trước tình hình này, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất xây dựng đường ven sông Sài Gòn từ cầu Ba Son đến cầu Bình Triệu, dài gần 4 km nhằm tạo tuyến đường mới, giảm tải áp lực giao thông tại các tuyến đường trên. Ngành kỹ thuật nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh có mức điểm chuẩn khoảng từ 16 đến 24,40 xét theo phương thức kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh điểm chuẩn ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt năm 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 24,40 điểm ở hai chương trình đào tạo bằng tiếng Việt và chương trình Việt Nhật, ở chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là 21 điểm. Về học phí, ngành này tại trường ở chương trình đại học bằng tiếng Việt là khoảng 16 triệu đồng mỗi học kỳ, chương trình đại học bằng tiếng Anh khoảng 29 triệu đồng mỗi học kỳ và ở chương trình đào tạo Việt Nhật khoảng 24,5 triệu đồng mỗi học kỳ. Thưa quý vị, các bạn, thì tại một quán ăn trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh có một dòng chữ nhỏ: tặng mọi người mấy tô bún ăn cho ấm lòng. Được biết, quán ăn này là nguyện vọng của bà Trần Thị Thúy Hồng. Vì một lần tình cờ đọc báo, bà Hồng xúc động và quyết định thực hiện mô hình bún treo với mong muốn san sẻ khó khăn với bà con lao động trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Tình cờ xem TV về thấy phở treo Hà Nội. Tôi thấy nó cái này rất có ý nghĩa mà từ lâu tôi cũng muốn làm cái này lắm mà cũng không có biết cách nào, cũng không có điều kiện khả năng. Thì tôi với coi thì tôi với họ con gái tôi thì nó cũng đồng ý giúp cho tôi làm. Tôi mở bắt đầu từ ngày 9 Tây tháng 9. Tới giờ thì rất là đông người ủng hộ và cũng có nhiều người mạnh thường quân giúp đỡ rất nhiều. Họ tới ngày nào họ cũng lúc bắt đầu họ chung biết từ đầu bắt đầu cô treo dừng về ngày họ biết giờ cũng như là thành một cái thói quen, ngày nào sáng ra họ cũng tới sẵn họ lấy rồi, không có cần tiền bạc trong túi gì hết, cứ tới là lấy phần ăn mang về. Theo bà Hồng, việc giúp đỡ những người khó khăn đã cho bà vô vàn niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ. Cô rất vui vì cái như ý nguyện này cô cũng thích làm từ lâu lắm rồi, nhưng mà tại cô không có khả năng, có điều kiện để được làm, sẵn có mô hình như vậy cô rất thích. Cô nhiều nhà hảo tâm nhiều khi cũng không có biết mặt được người treo bún, người ta cũng cứ hỏi là những người hảo tâm ở đâu cô thì cho họ xin cảm ơn, thì cô nói thì giờ tất cả cộng đồng chung tay hết giờ cô cũng không biết mặt, thì mỗi ngày trung bình là từ 40 phần đổ xuống có khi 30, rồi cô bán tới chiều như ngày như là còn lại dư có khi 15 tô hoặc 16 tô rồi cô để dành lại sáng mai cô treo tiếp cộng dồn vô. Ở đây là tôi đi bán về thổ ngang, chống quá giới thiệu đây là tôi ghé tôi ăn được ngon, đây là có cái bún téo đó là có chó miễn phí, dưới phí sinh hoạt 10 tháng mình đỡ được mấy chục, giá như chiêu nữa chiêu tổ mình chó thì cũng đỡ được mấy chục cái tiền này để họ mướn nha. Thông tin vừa rồi khép lại bản tin nóng Sài Gòn chúng tôi. Bản tin sẽ phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày trên lao động.vn. Còn bây giờ xin chào và gặp lại.